Hôm nay không có bán linh sam, nay bán lại cây linh sam. Cây này thần châu rồi nha, rễ đồ thân nó quái đẹp lắm rồi nha. Một cái cụm này thấy bự tráng luôn nè, cụm chỗ này là khoảng cái cục, nguyên cái cục bú này là 20 mấy, 25 26 thân ha. Còn cái thân ngay chỗ này là 23 nè, đế bồng thì cây này thần châu rồi, thần vô cái bầu này nè. Đó, ngọn thì lên được miếng rồi nè. Đó, cây này đẹp lắm nha, thân quái nha. Cái này mua về mình chơi giải trí được, lá kim nha, kim là lá cái này mượn kim xong mình á. Đó, cái phong nó gì đó, cái tay tôi cầm vô là nó, còn cái bê rễ là nó sắn 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 nè, nhìn nó cũng hay lắm. Giá rẻ luôn, cây bự mà giá rẻ luôn. Cây nhìn sang có vậy cũng to rồi.